Flycamro.vn xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với series video hướng dẫn sử dụng máy bay DJI Mavic Air. Trong video lần này, chúng tôi sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên với máy bay DJI Mavic Air. Chúng ta sẽ cùng đi qua 3 điểm cơ bản. Thứ nhất là cách kết nối từ xa với máy bay Mavic Air. Thứ hai, làm thế nào để kết nối điện thoại của bạn với Mavic Air thông qua mạng Wi-Fi. Thứ ba, làm thế nào để cất cánh và vận hành máy bay Mavic Air của bạn. Đầu tiên, chúng ta hãy chuẩn bị Mavic Air bằng cách tháo vỏ bảo vệ gimbal ra. Sau đó, mở các cánh quạt. Đừng quên mở chân hạ cánh với anten ở phía trước nhằm tăng độ cao cho gimbal, giúp nhận được tín hiệu video tốt hơn. Nếu bạn đang bay trong nhà hoặc là người bay đầu tiên, chúng tôi có lời khuyên cho bạn lắp khung bảo vệ cánh cho máy bay. Trước tiên, bạn lắp hai khung bảo vệ cánh lại với nhau. Đảm bảo rằng bạn lắp đúng bộ khung bên phải và bên trái. Ký hiệu RF cho phần cánh trước và RR cho phần cánh phía sau. Bạn cũng có thể nhìn vào mũi tên trên khung bảo vệ hướng về phía trước hướng của máy bay. Sau đó, xếp phần khung của cánh quạt bằng cách đưa vòng tròn của phần khung vào phía dưới chân hạ cánh và ấn vào cho đến khi nghe tiếng khóa khớp. Bây giờ, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thay thế các cánh quạt. Điều này cũng giúp bạn nắm được cơ chế xoay của từng cánh quạt. Bạn ấn cánh quạt xuống và xoay ngược chiều với chiều mũi tên khóa trên cánh quạt. Lưu ý, tháo và lắp cánh quạt có ký hiệu màu trắng vào chân màu trắng và màu đen vào chân màu đen. Chúng ta mở tay điều khiển ra sẽ có hai thanh điều khiển nằm bên trong. Hãy nhớ rằng, đối với phạm vi truyền tải tối ưu, phần bằng phẳng của anten phải đối mặt với máy bay. Ví dụ, khi máy bay đang bay trên đầu bạn, thì máy bay đang ở chiều dọc tay điều khiển. Lúc này, anten đặt theo chiều ngang là tốt nhất. Nếu bạn đang bay xa theo chiều ngang, anten đặt theo chiều dọc sẽ hoạt động tốt hơn. Và chúng phải luôn được đặt song song với nhau. Bây giờ, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt ứng dụng DJI Go 4 mới nhất và kết nối điện thoại của bạn với Mavic Air. Bạn sử dụng dây cáp phía bên trái tay điều khiển, tùy vào loại điện thoại với dây cáp phù hợp. Khi đã kết nối điện thoại với tay điều khiển, bật tay điều khiển bằng cách ấn một lần, sau đó ấn và giữ. Tương tự trên Mavic Air cũng vậy. Ấn một lần, sau đó ấn và giữ. Bây giờ, bạn đăng nhập ứng dụng DJI Go 4, chọn Mavic Air từ danh sách thiết bị, sau đó nhấn Enter. Khi vào trong giao diện, bạn sẽ thấy nguồn cấp dữ liệu trực tuyến. Để khởi động, bạn sử dụng tổ hợp kéo hai thanh điều khiển xuống hướng vào bên trong. Bây giờ, các cánh quạt sẽ bắt đầu quay. Bạn đẩy thanh điều khiển bên trái lên để cất cánh và lưu ý thao tác thật chậm rãi. Luôn nhớ rằng, khi có bất cứ sự cố xảy ra, bạn nên thả tay ra khỏi hai thanh điều khiển cho máy bay đứng yên cố định lại. Thanh điều khiển bên trái điều khiển độ cao lên, xuống và xoay máy bay theo trục dọc. Tương tự, thanh bên phải điều khiển máy bay về phía trước, phía sau cũng như nghiêng máy bay về phía trái, phải. Để chuyển sang chế độ Wi-Fi, bạn ấn và giữ nút màu trắng phía sau máy bay đến khi nghe hai tiếng beep. Tham gia vào mạng Wi-Fi mà máy bay đang phát sóng, bạn sử dụng điện thoại truy cập với mật khẩu nằm hai bên cạnh thân máy bay cũng như trên phần túi đựng pin. Bạn cũng có thể vào mục cài đặt chung để thay đổi mật khẩu phù hợp với mục đích sử dụng. Nếu quên mật khẩu, bạn có thể đặt lại mật khẩu mặc định bằng cách ấn nút màu trắng đến khi nghe 3 tiếng beep. Với điện thoại, bạn có thể cất cánh tự động và hạ cánh tự động vô cùng dễ dàng. Khi máy bay cất cánh, bạn chạm vào hai bên màn hình điện thoại để điều khiển. Giống như tay điều khiển, phần điều khiển trên màn hình điện thoại cũng như vậy. Bây giờ, nếu bạn muốn quay video từ máy ảnh, hãy ấn nút quay video trên màn hình. Hoặc nếu bạn sử dụng tay điều khiển, hãy sử dụng nút phía trên bên trái tay điều khiển. Với việc chụp ảnh, bạn chuyển sang chế độ chụp ảnh và ấn vào nút màu trắng trên màn hình. Bạn cũng có thể ấn nút phía trên bên phải tay điều khiển. Để quay lại sử dụng chế độ tay điều khiển, bạn ấn nút màu trắng phía sau thân máy bay trong 2 giây, sau đó ấn OK. Flycamro.vn xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo từ series video hướng dẫn máy bay Mavic Air.